Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 27 tháng 11 năm 2020. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến nhiều những dòng hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Và cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho cả 3 vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có. Đầu tiên là dòng phi điệp vàng, hàng đang rất là nhiều mầm. Hiện tại là hàng vừa mới mùa hoa xong và đang lên rất là nhiều mầm. Cũng là cái mùa để cô chú anh chị có thể ghép cho mình những cái giò hoa chơi cho mùa sau ạ. Em bán với giá là 120.000 cho 1 kg. Và hàng thì nói chung em đã cắt tỉa rất là kỹ rồi. Tức là một thân già thì thường là một thân tơ sẽ kèm theo một hai cái thân già để nó có thể đủ sức nuôi dưỡng những cái mầm tơ ạ. Và bên này đây là cái dòng đùi gà của vùng Cao Bằng. Gà của vùng Cao Bằng thì... nói chung là nếu như nói về mặt hoa của gà vùng Cao Bằng thì có lẽ được những người chơi lan đánh giá một vùng miền có mặt hoa đẹp nhất trong các cái vùng miền ạ. Gà của vùng Cao Bằng tươi roi rói luôn mà vùng em thì nó cũng không có nhiều gà đâu ạ. Em bán với giá là 200.000 cho 1 kg gà vùng Cao Bằng nhé. Và bên này đây là hoàng nhạn tháng 4. Hoàng nhạn tháng 4 về sắc cũng như hương thì giống y hoàng nhạn tháng 8 của chú anh chị nhé, kể cả về thân cây ạ. Tuy nhiên thì nó chỉ nở khác mùa hoa thôi, hoa thì rất là thơm rồi. Hoàng nhạn tháng 4 em bán với giá là 450.000 cho 1 kg. Và hàng thì cây rất là xinh, lá xếp rất là xinh như thế này. Còn bên này đây là dòng lan bạch ngọc đuôi công của chú anh chị nhé. Dòng hàng hoa nở Tết ạ. Nó là một trong những cái dòng hàng mà có hoa vừa đẹp mà lại có hương rất là thơm luôn, bền và lâu tàn. Với cái màu sắc cái dòng lan rừng có những cái bông hoa to và đẹp và rất là rực rỡ luôn. Em bán với giá là 350.000 cho 1 kg. Bên này đây là kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng. Cô chú anh chị có thể thấy là kiều vuông mỡ gà vùng Cao Bằng bên em ạ. Không dài đẹp như những không dài như những vùng khác, nhưng với những cái thân ngắn vừa phải thì khi mà cô chú anh chị lên giò sẽ được cái giò tròn rất là đẹp luôn nhé. Kiều vuông mỡ gà vùng Cao Bằng em bán 200.000 cho 1 kg thôi. Và bên này đây là dòng dáng hương tam bảo sắc này cô chú anh chị này. Dáng hương tam bảo sắc vùng Tây Bắc ạ, em bán với giá là 140.000 cho 1 kg dáng hương tam bảo sắc Tây Bắc nhé. Và bên này là long tu xuân. Long tu xuân thì hàng cũng về rất là ít thôi ạ. Mùa ghép tuyệt vời cho mùa hoa xuân này cô chú anh chị. Dòng hàng hoa sai và rất là sang chảnh luôn. Long tu xuân với giá em bán là 200.000 cho 1 kg. Và bên này là cô chú anh chị có thể nhìn giúp em lô kiều tím miền Trung, hay còn gọi là kiều hồng, xanh mướt mắt luôn cô chú anh chị nhé. Quá là xanh, quá là đẹp luôn ạ. Kiều tím miền Trung hiện tại thì cô chú anh chị thấy này, ví dụ như cây này sưng bài mắt nụ luôn, rất là đẹp luôn ạ. Em bán 280.000 cho 1 kg nhé. Dáng hương đuôi sắc này, những cái lá xếp tăm tắp rất là đẹp luôn ạ. Dáng hương đuôi sắc em bán với giá là 120.000 cho 1 kg nhé. Rồi tiếp theo sang bên này là hoàng thảo hoàng lạp. Cắt tỉa kỹ càng, hàng xanh mướt với những cái giả hành căng bóng cực kỳ là khỏe luôn. Hàng này thì lên giò quá xinh luôn ạ. Em bán với giá 120.000 cho 1 kg thôi. Hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ, với những cái bông hoa cánh sáp bóng và môi tua rất là độc đáo. 120.000 cho 1 kg hoàng thảo môi tua nhé. Rồi tiếp theo bên này đây là dòng lan hoàng phi hạc với những cái giả hành thân căng bóng mượt mà hứa hẹn mùa hoa xuân rực rỡ. Hoàng phi hạc ạ, dễ thuần dễ chăm mà hoa đẹp nhé. Với giá em bán là 120.000 cho 1 kg thôi. Và bên này đây là hoàng thảo trúc Phật Bà. Dòng trúc Phật Bà thì đẹp miễn chê luôn cô chú anh chị này. Hàng rất là ít những cái thân giả, mà hiện tại thì mắt nụ đang bắt đầu nhú nhú vừa phải, rất là xinh như thế này. Hoa nở Tết nhé, từ cái hương, từ cái thân của nó ấy, đã tỏa ra cái mùi hương ngai ngái, tạo cảm giác rất là dễ chịu cho người ở bên gần thưởng thức rồi. Đó, hoa nở đúng vào thời điểm Tết mà lại còn mang tính tâm linh rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị này. Đó, hàng quá đẹp luôn đúng không ạ? Nụ rất là xinh như vậy. Em bán với giá là 480.000 cho 1 kg nhé. Rồi bên này đây là dáng hương cẩm báo, hiện tại cũng đang bắt đầu nhú nụ rồi cô chú anh chị này. Đó, dễ thuần dễ chăm, hoa cũng rất là bền.
Em bán với giá là 100. Hàng hôm nay sẽ 120.000 cho 1 kg thôi nhé. Và bên này đây là em có hoàng thảo thập họa. Hoàng thảo thập hoa với những cái bông hoa sắc tím hồng, có thể lẫn những cái bông hoa cánh trắng nuột nà với cái họng đỏ rất là xinh luôn. Em bán với giá là 120.000 cho 1 kg hoàng thảo thập hoa nhé. Còn bên này đây là kim điệp xuân ạ. Hàng này thì có thể năm nay ấm áp như vậy thì có thể sẽ nở hoa với thời điểm Tết nhé quý anh chị. Kim điệp xuân với giá là 140.000 cho 1 kg. Chỉ cần một nửa kg cô chú anh chị cũng đã có một giò hoa xuân rực rỡ để ngắm rồi nhé. Đấy, nửa kg có 70.000. Cô chú anh chị đã có một giò kim điệp rất là đẹp để cô chú anh chị thưởng thức rồi đấy ạ. Còn bên này đây là em có những cái bông bó vanda rừng ạ. Hiện tại thì đang bắt đầu là nhú nụ hết rồi cô chú anh chị này. Nhú nụ vừa tầm xinh xinh như vậy này. Một bó vanda đủ cô chú anh chị làm một giò đẹp luôn. Em bán 50.000 cho một bó vanda nhé. Và bên này là hoàng thảo trúc mành. Dòng hàng có hoa cực kỳ là rực rỡ với ba màu sắc rất là sắc nét, đó là tím này, tím sắc nét rất là sắc luôn, vàng và trắng của chú anh chị nhé, tạo nên một cái mặt bông hoa rất là tuyệt vời luôn ạ. Hiện tại thì cái dòng này đã thắt hết ngọn rồi, cũng chuẩn bị chờ hoa hết cô chú anh chị nhé. Trúc mành em bán 240.000 cho 1 kg và em cũng sẽ bán theo bó ạ. 50.000 cho một bó cũng đủ cô chú anh chị sưu tầm cho mình một giò trúc mành rất là đẹp rồi nhá. Em sẽ bán 50.000 cho một bó, đủ cô chú anh chị làm một giò trúc mành ạ, sưu tầm ạ. Và bên này đây là hoàng thảo lụa vàng. Hiện tại thì lụa vàng cũng vậy, một số cây là đang bắt đầu là nhú nụ rồi. Một số cây là đang nhú nụ cô chú anh chị nhá. Đây, như cây này. Đó, lụa vàng em bán với giá là 200.000 cho 1 kg hoàng thảo lụa vàng thôi nhá. Và bên này là ngọc thạch ba màu hàng Bắc ạ. Ngọc thạch ba màu hàng Bắc cũng vậy, khi mà sổ sẽ là ba màu rất là rực rỡ luôn. Khi riêng nhìn ngọc thạch là cô chú anh chị nhìn biết ngay hàng Bắc thì cái thân nó là sẽ không vàng như là cái hàng Lào. Hàng Lào thân rất là vàng. Còn hàng Bắc thì nó sẽ cái độ vàng nó sẽ có cái độ trắng nhiều hơn nhá. Ngọc thạch Bắc em bán 160.000 cho 1 kg. Hoàng thảo ngọc thạch ạ. Hoàng. Và bên này là ý thảo ba màu này. Ý thảo ba màu em bán với giá là 160.000 cho 1 kg thôi. Ý thảo ba màu cũng sẽ nở hoa ba màu rất là tuyệt vời. Và bên này là kiếm đỏ hồng hoàng, xanh mướt mắt luôn, với những cái chùm hoa dài cao màu đỏ rực rỡ. Em bán 80.000 cho 1 kg ạ. Và hạc vĩ này với những cái thân dài nuột nà rất là đẹp luôn, cũng đã xuống hết lá và cây rất là khô ráo luôn cô chú anh chị nhé. Chuẩn bị sắp tới là sẽ sưng những cái mắt nụ hết rồi. Cô chú anh chị lấy thời điểm tuyệt vời để cho mình có những suối hoa thật là đẹp để trưng hoa xuân ạ. Với giá 130.000 cho 1 kg thôi. Và ở đây thì em có cái lô long tu xuân này. À long tu đá chứ. Một lô long tu đá như thế này thì em sẽ bán với giá là 50.000 cho một lô long tu đá nhé. Và bên này đây thì em có một phần duy nhất ý ngọc nhé. Hoàng thảo ý ngọc ạ. Một lô duy nhất hoàng thảo ý ngọc này em bán với giá là 80.000 cho 70.000 cho cái lô ý ngọc này đi. Hoàng thảo đơn cam, cây dài đẹp lắm luôn cô chú anh chị này. Lô đơn cam này rất là xinh luôn. Em bán với giá là 110.000 cho cái lô đơn cam này. Một cái dòng hàng được coi là một dòng lan hiếm và bông hoa màu cam lửa rực rỡ, tuyệt vời. Đó, 110.000 cho cái lô đơn cam này thôi nhá. Em có một cái combo tóc điên này, chỗ này đủ cô chú anh chị làm một giò xinh nhá. Đó. Và long nhãn này, rồi là hài Helen này. Combo 3 loại lan này em bán 50.000 này cô chú anh chị này. Nói chung là hàng này vừa về thôi nhưng mà có cả hương vani nữa chứ. Long nhãn nữa, nói chung là dân người ta lấy về thì có từng ít như vậy thì em cũng cân luôn cho người ta. 50.000 cho cái lô này. Và bên này đây là những cái bó hoàng thảo nghệ tâm hay còn có tên là thạch hộc duyên dáng này cô chú anh chị này. Hàng hiện tại là cũng đang bắt đầu là có hiện tượng là sưng mắt nụ rồi. Nói chung là bình thường những năm bình thường ở trên em thì những cây này nó sẽ nở khá là sát Tết. Thì năm nay thì là năm nhuận nữa và thời tiết cũng khá là ấm áp như thế này thì có lẽ là cũng sẽ nở rất là sớm ạ. Và hoàng thảo nghệ tâm này, một bó to đùng luôn cô chú anh chị này. Nhìn cây rối tinh như vậy thôi nhưng mà khi mà lên ra hoa thì cô chú anh chị có thể thấy là nó quá xinh yêu như thế này cô chú anh chị nhá. Bông hoa sắc tím hồng, cái họng vàng rất là đẹp luôn ạ. Và
Nó còn rất là sai hoa nữa. Khi mà lên giò, những cái giò to thì nhìn sum suê sai hoa rất là tuyệt vời luôn nhé. Một bó hoàng thảo nghệ tâm như thế này thì em chỉ bán với giá là 50.000 thôi ạ. 50.000 cho một bó hoàng thảo nghệ tâm như vậy thôi. Hàng dài và đẹp luôn nhé. Cây như thế này là dài đẹp lắm luôn rồi cô chú anh chị nhé. Nhìn rối tinh như vậy thôi nhưng khi mà ra hoa thì quá xinh ạ. Ở bên này đây là dòng lan hồ điệp lá biên, hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Một cái dòng lan tượng trưng cho sự tài lộc, thực sự may mắn và sự thịnh vượng. Dòng hàng này thì những cái mỗi một cây như vậy sẽ có 3 cặp lá và hoa đều phân nhánh chi chít rất là tuyệt vời, sẽ nở hoa với thời điểm Tết nhé. Mỗi một chậu là 2 vòi hoa. Và đây là cái sắc hoa của cái dòng lan này đây cô chú anh chị này. Nói chung thực sự nó chính là một cái sự kết hợp quá là hoàn hảo giữa cái thân lá và cái sắc hoa luôn nhé cô chú anh chị. Với cái thân lá đẹp như vậy và sắc tím hồng quá là xinh yêu luôn ạ. Và một cái chậu như thế này em bán với giá là 95.000 cho một chậu nhé. Cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu em sẽ để lại với giá chỉ còn 85.000 à 90.000 thôi ạ. 95.000 nếu như cô chú anh chị lấy từ 5 chậu và sẽ là 95.000 nếu cô chú anh chị lấy dưới 5 chậu này. Và bên này cũng là những cái cây hồ điệp với sắc bông hoa cũng tím hồng như vậy đấy ạ. Đó. Và những cái chậu xinh xắn như vậy này. Đấy, cô chú anh chị nhìn cho em, mỗi một chậu sẽ có một vòi bông nhá cô chú anh chị. Em bán và hàng cũng sẽ chuẩn hoa Tết ạ. Em bán với giá chỉ 60.000 cho một chậu thôi. Cô chú anh chị nào lấy 5 chậu em sẽ để với giá là 55.000 cho một chậu. Tức là cô chú anh chị chỉ bỏ ra hơn 200.000 thì cô chú anh chị mình đã có một cái giò hồ điệp với 5 chậu lan rất là đẹp để cô chú anh chị trưng hoa Tết nhá. À, rồi sang bên này đây là em có những cái chậu đai châu, hàng chậu nhựa cũng đang nhú nụ để cô chú anh chị mình chơi hoa Tết ạ. Đai châu hay còn gọi là nghinh xuân ngọc điểm, tức là dòng lan đón xuân đón Tết. Mỗi một cây sẽ có 1-2 cái vòi nụ của chú anh chị nhé. Cây từ 3 cặp lá trở lên có 1-2 vòi bông, đang nhú ra rất là xinh luôn của chú anh chị này. Em bán một chậu như vậy hàng hôm nay chỉ với giá là 130.000 thôi. Và hàng thì gần như là không lỗi lá của chú anh chị nhé. Và em có cái màu sắc đó là màu trắng đốm này, màu cam này, màu hồng phấn ạ, và màu tím nhé của chú anh chị. Tím, trắng đốm và cả màu tím đốm nữa này, hồng phấn này, tím đốm này, và màu tím này. Đó, có tất cả là 4 màu để cô chú anh chị lựa chọn, đó là màu cam, màu hồng phấn, màu tím đốm và màu tím ạ. Đây, nhìn cây thân tím này cô chú anh chị này, cây tím này cái thân của nó khá là tím như vậy này. Và tiếp theo sang bên này đây sẽ là những cái bảng giả hạc Pháp để cô chú anh chị mình chơi hoa Tết ạ. Hàng này là hàng ươm ki chuẩn cây giống nhé cô chú anh chị. Một giò giả hạc Pháp như thế này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 5 cho đến 6 thân. Tùy cái độ ngắn dài của giò lan thì nó có thể rơi vào 5 cho đến 6 thân. Đó, hàng sẽ chuẩn hoa Tết với những cái giò như thế này. Cũng đủ cô chú anh chị có một cái giò lan rất là xinh, những cái bông hoa tím hồng rất là đẹp để trưng vào cái Tết trong những ngày Tết đến rồi. Em bán 180.000 cho một giò giả giả hạc Pháp này cô chú anh chị nhé. Nếu như cô chú anh chị muốn lấy hai giò, muốn giò to hơn, cô chú anh chị mình có thể lấy hai giò ạ, thì sẽ được một cái giò rất là đẹp để mà trưng nhá. Còn bên này đây là em có cái dòng lan thiên nga nâu đỏ đây cô chú anh chị này, hàng đang sổ hoa đẹp thơm nức mũi luôn. Thiên nga nâu đỏ thì ở đây em có cái hàng cây này đang hoa. Và em bán cái hàng là không hoa này thôi để cô chú ý chị này, hàng chưa hoa thôi, với những cái giả hành to bự chảng luôn, to kinh khủng luôn. Đấy, cô chú anh chị cứ yên tâm nhé, hàng này về một dạo nữa là chắc chắn mỗi một cây sẽ sổ ra khoảng tầm ít nhất là 2 vòi bông, chơi hoa một cách trọn vẹn luôn nhé. Hàng thiên nga màu nâu đỏ với những giả hành to bự chảng rất là tuyệt vời như vậy, em bán với giá là 180.000 cho một giò thiên nga nâu đỏ nhé. Và bên này là dòng thiên nga đen, mỗi dòng hàng được rất nhiều những người chơi lan ưa thích, hay người ta còn nói rằng một cái tên yêu thương rằng là ngọc trai đen, với những cái bông hoa tượng trưng cho vẻ đẹp huyền thoại bí ẩn ạ, bí ẩn huyền thoại ạ. Em bán với giá là 180.000 cho một cái giò thiên nga đen này cô chú anh chị nhỉ, chuẩn thiên nga đen nhá, chỉ 180.000 thôi. Nhiều cô chú anh chị thì cứ thích lấy hàng lụ, nhưng mà thực ra cô chú anh chị lấy những cái hàng này về thì cô chú anh chị mới là chơi hoa trọn vẹn, bởi vì khi mà cô chú anh chị về trồng rồi bắt đầu nó mới nứt nụ lên, thì là lúc đấy thì hoa của nó không bị ảnh hưởng do vận chuyển, thì mình mới được chơi hoa một cách trọn vẹn nhất ạ. Chứ còn lấy hàng nụ rồi về có thể nó sẽ bị trột, thực sự là rất là tiếc luôn nhá. Và bên này đây là những cái cốc đen đô xuân.
Giả hạc di linh xuân ạ, dòng lan sẽ nở hoa với thời điểm Tết nhé, quý chính chị. Một cái dòng lan mà có mặt bông đẹp nở hoa Tết, và kể cả cái thân lá của nó cũng rất là xinh ạ. Mỗi một chậu như vậy dài từ 15 cm, em bán với giá là 80.000 cho một cốc thôi nhé. Và bên này đây là những cái cốc đen đô xuân, cũng là dòng lan để cô chú anh chị chơi hoa Tết ạ. Đen đô xuân mỗi một chậu như vậy sẽ có khoảng tầm 2-3 thân hoa ngắn dài khác nhau. Thì một chậu như vậy em bán chỉ với giá là 75.000 cho một chậu. Nếu như cô chú anh chị lấy hai chậu là em để giá 150.000 nhá. Còn nếu như chỉ lấy một chậu là em xin phép để với giá là 80.000 ạ. 80.000 cho một chậu và 75.000, 150.000 cho một cặp. Đó. Cái giá này thì thực sự nó còn rẻ hơn cả cái giá người ta bán sỉ luôn. Đây. 150.000 cô chú anh chị đã có một cái giò đen đô xuân 2 cốc, được một giò lan rất là đẹp rồi. Hoa rất là bền, đẹp luôn, đen đô xuân ạ. Và bên này đây sẽ là rất là nhiều những cái loại lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình. Có những cái giò lan thuần để cô chú anh chị mình chơi ra hoa Tết nhé. Với giá rẻ yêu thương cô cho cô chú anh chị sưu tầm ạ. Trước tiên sẽ là những cái hình dáng hương đuôi cáo trước ạ. Hình dáng hương đuôi cáo này, về cô chú anh chị ghép tầm này là một vài tháng nữa là bắt đầu là nhú nụ luôn rồi đấy ạ. Hình số 1 nhá, có đến 12 cây luôn đấy ạ. 12 cây trưởng thành có thể cho hoa xuân này ạ. Với giá 180.000. Hình số 2, 13 cây ạ, 160.000 cho hình này nhá. Hàng không gãy ngọn nha cô chú anh chị nhá. Dập lá thì cũng rất là ít luôn, chọn lựa rất kỹ ạ. Hình tiếp theo hình số 13 với 12 cây 160.000. Và hình số 14 là nguyên một rề ạ. Nguyên một rề có khoảng tầm 6-7 cây gì đó nhá. Hàng này thì ngang hàng thuần luôn, 140.000 cho hình này. Và tiếp theo hình số 16 có 10, hình số 5 có 16 cây nhá. Chỗ này lô này có 16 cây nhá cô chú anh chị. Lô này em bán 150.000. Rồi tiếp theo một cái hình có cây to luôn ạ. Cái lô này cây rất là to luôn, đẹp này. Cái hình này có tất cả là 3 rề. 3 rề đấy cô chú anh chị nhá. Có 2 rề mẹ con này. Cái rề bên này có nhiều hơn đấy ạ. Có 3 rề như vậy, hình này em bán với giá là 180.000. Và tiếp theo là hình số 7. Hình số 7 này có tất cả là 5 cây cáo lớn, em bán 150.000. Và hình số 8, 10 cây, em bán 160.000. Và hình tiếp theo là hình số 9. Hình số 9 này có tất cả là bao nhiêu cây nhỉ? 2, 4, 5 cây. 5 cây này em bán với giá là 150.000 thôi nhá. Cô chú anh chị có giò lan quá đẹp luôn đúng không ạ? Hình tiếp theo là hình số 10. Có 16 cây, 160.000 cho hình này. Và hình tiếp theo, hình số 11. Có 10, hình số 11 có 11 cây, 160.000. Và hình số 12 có 3 cây, 3 cây lá xếp ạ. Đây ạ, 3 cây lá xếp V nhá. Hình này em bán 150.000. Và hình số 13, 7 cây. 7 cây xinh lắm luôn, hàng lá ngắn nhá. Hàng lá ngắn, cây trưởng thành, đẹp luôn ạ. Hàng lá ngắn này về cô chú anh chị trồng ở dễ thuần lắm luôn. Cái hình này em bán với giá là 160.000. Một rề quế lan hương mẹ con. Cây dài rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Có hai ngọn, một rề hai ngọn quế dài đẹp như vậy. Em bán rề này với giá là 300.000, tặng kèm thêm một ngọn này nữa nhá. Và hình tiếp theo là hình số 15. Có ba ngọn quế lá xếp này đấy ạ, em chỉ bán 180.000 thôi. Hình số 16 là một cái hình phi điệp tím của vùng rừng Cao Bằng nhá. Hai ngọn. Hai ngọn đều như vậy đấy ạ. Một vùng miền được coi là có mặt bông xinh ạ. Em bán với giá là 560.000. Hình số 17, 160.000. Hình số 18, hai ngọn mập nù, khỏe luôn. Cô chú anh chị ngắm hoa xuân này đẹp luôn nhé. 280.000. Và hình số 19, 200.000. Một cái lô quế này. Lô quế này không có hình nhá, cô chú anh chị nhá. 100.000. 100.000 cho cái lô quế này. Để cô chú anh chị sưu tầm dòng lan đệ nhất hương ạ. Rồi, tiếp theo sang bên này đây. Là em có những cái chậu hạc vĩ thiên cung lữ bố nhá. Với cái cây thân không có lớn nhưng mà sắc hoa thì quá xinh. Cô chú anh chị đã chơi hoa thì chắc chắn biết cái vẻ đẹp vô cùng là rực rỡ của dòng thiên cung lữ bố này. Ở đây cô chú anh chị này. Dòng hàng nói chung là chưa bao giờ hết hết hot ạ. Cái sắc tím hồng rất là đẹp như vậy. Bông hoa cánh bầu rất là đẹp nhá. Bông hoa to, cánh bầu sắc tím hồng rất là tuyệt luôn ạ. Và trước đây thì mỗi một thân người ta bán, lúc mà nhập hàng bên này thì nhập hàng đầu tiên về vài năm trước ạ, mỗi một thân người ta khi mà nhập bên bên Thái về hay là bên bên Đài về ạ, một thân khoảng tầm 30-40 cent thôi, người ta bán hơn 100.000 rồi. Mà bây giờ thì những cái giò như thế này
hoa rất là rực rỡ như vậy thì giá rất là rẻ luôn. Hình số 20 này em chỉ bán 200 nghìn thôi này cô chú anh chị này. Cô chú anh chị có một giò lan đẹp để trưng luôn nhé. Quá đẹp để trưng luôn ạ. Hình tiếp theo, hình 21 này, cũng là một giò rất là sum suê luôn ạ. Giò này em bán 240 nghìn này. Hình tiếp theo, hình 22, giò này em bán 200 nghìn thôi ạ. 200 nghìn cô chú anh chị được giò lan thiên cung lữ bố nhé. Phải hạc vĩ thường nhé cô chú anh chị nhé. Mà rẻ bằng cái hạc vĩ thường luôn đúng không ạ. Có 200 nghìn thôi ạ. Hình tiếp theo là hình số 23. Hình này em bán cũng 200 nghìn này. Hình 24 chỉ 100. Hình 24 cũng 180 nghìn nhé. Và hình tiếp theo là hình số 25, 220 nghìn này. Hình số 26 với giá 220 nghìn ạ. Và hình số 27. 27 đấy ạ, sum suê lắm luôn đấy ạ. 220 nghìn. Hình số 28 với giá là 240 nghìn. Và bên này đây sẽ là dòng giả hạc hồng ngọc. Hiện tại một số cây đã bắt đầu là nhú mắt nụ rồi. Hoa sẽ nở vào thời điểm Tết nhé. Cô chú anh chị cùng ngắm cho em cái mặt hoa của dòng giả hạc hồng ngọc. Và tự thẩm có yêu thích cái mặt hoa của dòng giả hạc hồng ngọc này không? Đây cô chú anh chị này. Mặt hoa chuẩn của dòng giả hạc hồng ngọc nhé. Với cái sắc hồng ngọc rất là đẹp như thế này. Cánh bầu và sắc hoa hồng ngọc rất là đẹp. Ở bên ngoài nó còn rực rỡ hơn rất là nhiều luôn nhé cô chú anh chị. Sắc hồng ngọc quá là đẹp mỹ miều luôn. Em có cái giò này cô chú anh chị này. Cái giò giả hạc hồng ngọc này em bán 300 nghìn. 300 đâu nhỉ, có 300 nghìn thôi. Quá là rẻ đúng không ạ. Một cái giò lan sắc hoa đẹp, hoa chuẩn, hoa Tết, dài, khỏe, đẹp như thế này. Chỉ 300 nghìn nhá cô chú anh chị. Em thấy là một số có thể một số trang trên có một số bạn bán trên Facebook ạ. Có một chậu có một thân khoảng tầm 40 sen thôi, 30 sen, 40 sen thôi, người ta đã bán hơn 100 nghìn rồi. Đó. Một chậu đẹp như thế này, long lanh như thế này, hàng thuần của mình thua luôn ạ. Hình tiếp theo, hình số 3 chỉ 280 này cô chú anh chị này. Hình số 4 ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Hình số 4 quá đẹp đúng không ạ? Đây cô chú anh chị này. Mắt nụ bắt đầu sưng rồi nhá. Đây ạ. Đấy. Cái hình này em xin phép được bán với giá là 330 nghìn ạ. Hình tiếp theo là hình số 32 là 300 nghìn này cô chú anh chị này. Và tiếp theo là hình số 33. Chậu 33 này có 4 thân đều như vậy này. Hình này em bán với giá là 300 nghìn nhá. Hình tiếp theo hình số 34 là 330 nghìn ạ. Và hình số 35 này cô chú anh chị nhìn cho em. Hàng bây giờ là phải rụng, gần như là rụng lá hết rồi. Và bắt đầu là sưng những cái mắt nụ hết rồi đấy. Bắt đầu sưng những cái mắt nụ lên rồi đấy. Cái hình này em bán với giá là 350 nghìn. Và tiếp theo là hình số 36. Em bán cũng 350 nghìn nhá. Ngoài ra thì em còn có thêm rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan này. Chế phẩm em có Hùng Nguyễn 25 nghìn cho một lọ và 50 nghìn cho một cặp ạ. Và Super Thai đặc cái hormone kích thích tăng trưởng với giá 85 nghìn cho một lọ. Siêu da dễ N3M với giá chỉ 30 nghìn cho một lọ thôi. Và ba loại phân bón lá NPK dành cho ba giai đoạn phát triển của cây đồng giá 30 nghìn cho một lọ. Cái dòng keo liền da Mỹ Tiến với giá là 40 nghìn cho một lọ. Keo liền da sẹo đen 50 nghìn cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát dành cho ba giai đoạn phát triển của cây đồng giá 30 nghìn cho một lọ. Và cái cát tan đặc trị thối nhũn của Thái với giá 35 nghìn cho một lọ. B1 Thái 40 nghìn cho một lọ. B12 giải độc cho cây 30 nghìn cho một lọ. Atonic 10 nghìn cho một gói ạ. Cái thuốc trị rệp và các loại sâu gây hại cho cây trồng với giá là 20 nghìn cho một gói. Và cái dưỡng chất AB 85 nghìn cho một lọ. Dưỡng chất AB của Ngọc Linh với giá là 75 nghìn cho một lọ. Em có hai loại dưỡng chất nhé cho chúng chị nhé. Và ở đây em có duy đỏ 60 nghìn cho một ống và duy xanh là 50 nghìn cho một ống ạ. Và cái kin kin boom đặc trị thối nhũn nhé. Nhà vườn rất hay sử dụng luôn, 20 nghìn cho một gói này. Bả sen một gói to đùng như vậy luôn, 20 nghìn cho một gói ạ. Và cái dây buộc lan chiều dài 1 mét có lõi nhôm kèm theo rất là tiện dụng nhé. Em bán với giá là 35 nghìn cho một cuộn dây buộc lan này thôi. Em có thêm vỏ thông phân dê ạ. Đồng giá là 20 nghìn cho 1kg. Rêu rừng là 50 nghìn cho 1kg nhé. Và đặc biệt em vẫn có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng.
một cái sản phẩm chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên, từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ạ. Có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt, có nhiều tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí. Ngoài ra tạo cái mùi hương dịu nhẹ, tạo cảm giác thư giãn, an thần rất là tuyệt vời luôn. Nói chung là hàng thì em bán khá là lâu rồi và chưa có một cái sự phản hồi không tốt nào về cái sản phẩm nào này, và được rất nhiều cô chú anh chị đã sử dụng rất là khen luôn. Đặc biệt là cái mùi hương của nó, cô chú anh chị này. Nó không phải là như những loại dầu khác tạo cái khi mà cô chú anh chị dùng sử dụng dược liệu để giảm đau chẳng hạn, thì những cái loại dầu khác còn nó có thể làm cho cô chú anh chị có mùi, tạo cái mùi khó chịu, tạo cái cảm giác nóng rát. Nhưng cái này thì nó sẽ tạo cái mùi hương thơm rất là dễ chịu, kể cả người bên ngoài ngồi cạnh cũng sẽ cảm thấy cái mùi hương thơm, tạo cảm giác rất là dịu nhẹ và dễ chịu luôn ạ. Em bán với giá chỉ 40.000 cho một lọ thôi cô chú anh chị nhá. Nói chung là rất là thơm cô chú anh chị ạ. Mình không làm dược liệu, mình có thể làm mùi hương.